Một cái đệm giá cả phải chăng, hè nằm thì mát, đông nằm thì ấm, lại còn bền, bơm lại còn phải nhanh nữa. Trời ơi, sao mà nhiều yêu cầu quá vậy. Nhưng khó ở đâu chứ, với giường đệm hơi Intex thì quá là dễ nha. Giường đệm hơi Intex được làm từ chất liệu PVC nhập khẩu đến từ Mỹ và Đức, nên vừa bền vừa an toàn cho làn da nhạy cảm của bé. Cho nên nếu nhà bạn có trẻ sơ sinh thì cũng nằm thoải mái mà không cần lo lắng gì nha. Điểm nổi bật nhất của em này đó chính là công nghệ FiberTech hiện đại, giúp tăng độ bền và tạo độ êm ái thoải mái. Đó cũng chính là lý do ngay khi nằm xuống bạn sẽ cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Hơn nữa, lớp phủ nhung mềm mại giúp giường thoáng mát vào mùa hè nhưng lại ấm áp vào mùa đông, phù hợp cho mọi thời tiết. Dù mùa nào đi chăng nữa thì em này vẫn rất là chân ái nha. Nhiều bạn nghĩ bơm hơi sẽ rất là mất thời gian, nhưng thật ra chỉ cần 3 đến 5 phút là xong. Vì giường đệm hơi Intex được tích hợp sẵn bơm điện tử, sử dụng cáp USB chỉ cần cắm qua sạc điện thoại hoặc pin dự phòng là xong. Nếu các bác có ý định đi du lịch, đi ra ngoại thì đây sẽ là một sự lựa chọn vô cùng là tiện lợi nha. Giường đơn chịu tải trọng 136kg, còn giường đôi chịu được tải trọng lên tới 270kg, nên các bạn sinh viên có ý định mua để nằm 2 đến 3 người thì vẫn rất là vô tư luôn. Và đặc biệt chính sách bảo hành lên tới 12 tháng, còn chần chờ gì mà các bác không tậu ngay một em giường Intex ngay đi ạ.